cả nhà, Let's Kick It hôm nay trở lại với cùng với anh Mai Thi Thế, Danny Huy Khen và Nam gì, Nam gì hết ta, Nam Foden hả? Nam Foden. Ok, chương trình Let's Kick It cũng còn khoảng 1-2 tập nữa là Eric thấy là mình đóng cửa đi vacation được rồi. Nhưng mà cũng có thể là sau Let's Kick It mình có những cái chương trình khác, phải không anh Thế? Thì chắc lời đầu tiên cho phép Mai Thi Thế xin gửi lời chào đến quý khán thính giả của chương trình Let's Kick It Euro 2024 của Cinema Studio. Thì lúc nào cũng luôn chúc quý vị luôn sức khỏe, tràn đầy năng lượng, hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Thì tiếp lời của Eric Hiệp là sau một thời gian đắn đo thì anh em chúng tôi sẽ đến với quý vị qua chương trình của Euro. Và sau đó thì sau chương trình Euro thì anh em chúng tôi sẽ một tuần cũng làm một hai show gì đó để các giải như Premier Tây Ban Nha hay là giải Ý, các trận hay là giải Champions League và có những trận cầu thư hùng rất hay, thì anh em chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những khán giả yêu thích bộ môn bóng tròn, thì những cái chương trình đó sẽ nằm ở trong cái dự định của ekip làm việc. Thì đón chào sự trở lại của quý vị, và chương trình ngày hôm nay cũng rất hân hạnh đón chào sự trở lại của nhà tài trợ, một cầu thủ, một người có tấm lòng vàng trong cái phong trào thể thao tại địa phương, đó là Nam, chủ nhân của Number One Auto Compressor. Thì welcome Nam trở lại với chương trình. Chào anh Thi. Chào Huy. Xin mời Nam gửi lời chào đến quý khán thính giả của lời đầu tiên, xin Đỗ Hoàng Nam gửi lời chào đến quý khán thính giả của chương trình Let's Kick It do anh Hiệp Nguyễn, anh Rich Hiệp của Cinema Studio thực hiện. Lý do tại sao mà ngày hôm nay là anh em mình mời lên thì chắc Eric Hiệp cũng như Danny Huy đều biết là Nam là một cổ động viên trung thành của đội tuyển Anh. Mà đội tuyển Anh thì sau khi đã vào tới trận chung kết này thì bên kia thì là một fan cuồng và một cổ động viên trung thành. Thì bên này thì bạn áo Tây Ban Nha, nhưng mà chưa chắc nhiều người bạn áo Tây Ban Nha ngồi đây là đã thích Tây Ban Nha. Mình cũng có Tây Ban Nha để đây thì chắc có lẽ là thì mặc dù lối đá của đội tuyển Anh như thế nào và mọi người vẫn đâu đó cũng vẫn không thích cái cách dùng người của ông Southgate ra làm sao, nhưng mà đội tuyển Anh vẫn đi đúng hướng và đến với trận chung kết, có thể nói là một trận bán kết mà để lại cho người xem đầy cảm xúc. Mà khi mà người hâm mộ đã chạm đáy cho cái sự thất vọng thì chính Southgate, ông thuyền trưởng của đội tuyển Anh và các cầu thủ đã đưa mọi người đến đi từ cảm xúc này đến một trận cảm xúc khác. Và cái cách dùng binh, cái cách thay người cũng như cái sự lắng nghe của ông vẫn cho mọi người thấy rằng cho đến thời điểm hiện tại là chắc có lẽ ông là cái người huấn luyện viên dẫn dắt đội tuyển Anh thành công nhất khi mà đã hai lần liên tục đưa đội tuyển Anh vào đến trận chung kết. Thì chắc có lẽ là anh sẽ nhường lại cho Huy sau khi đội tuyển Anh đã có một trận bán kết trước một đối thủ của mình là đội Hà Lan hừng hực như vậy. Thì anh mời Huy sẽ nói về đội của mình trước khi anh mời Nam. Rồi mời Huy. Đầu tiên thì một lần nữa xin được gửi lời chào đến quý khán giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Let's Kick It cùng với anh em ekip của Cinema Studio. Xin được chào mừng anh Nam trở lại với chương trình, cũng như gửi lời chào anh Hiệp và anh Thế. Chắc chắn là quý vị mà như Danny là fan tiếng Anh thì ngày hôm qua, ngày hôm nay là bảo đảm là chưa có hết sung sướng và rất là vui, bởi vì
không chỉ là một trận thắng mà nó là một trận thắng xứng đáng, một cái trận thắng mà hầu như là đại đa số những cái người mà hoài nghi cái cách cầm quân của Southgate, kể cả Danny nữa, cũng không ngờ tới là ngày hôm qua ông có những thay người rất là quyết đoán, thay sớm và đúng lúc. Và đặc biệt là nhìn lại thì không chỉ ở trận đấu ngày hôm qua mà tất cả những trận knockout ông đều có những sự thay đổi người mà đem lại cái hiệu quả, từ trận gặp Slovakia cho đến trận gặp Thụy Sĩ cho đến trận ngày hôm qua gặp Hà Lan. Nhìn lại hành trình của tuyển Anh thì mặc dù Southgate chưa bao giờ được đánh giá là một huấn luyện viên giỏi, bởi vì sự nghiệp cầm quân của ông đã từng bị xuống hạng với các đội bóng hạng dưới như là Middlesbrough và kể cả là tuyển Anh thì cũng lối đá không có bao giờ được thuyết phục. Nhưng sự nghiệp cầu thủ và sự nghiệp huấn luyện viên của Southgate ở đội tuyển Anh thì lại là một bộ mặt hoàn toàn khác. Các bình luận viên, những người đồng nghiệp của Southgate thì trong những khoảng thời gian đây với những cái chiến thắng của tuyển Anh thì cũng đã có đưa ra nhận định rằng nhìn lại cái hành trình của tuyển Anh thì Southgate dù là một cầu thủ không quá thành công ở cấp độ câu lạc bộ nhưng ông rất là có nhiều kinh nghiệm với đội tuyển quốc gia Anh ở những đấu trường cúp, và từ cầu thủ cho đến khi ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia từ sau năm 1966, cái chiếc cúp vô địch World Cup duy nhất cũng là chiếc cúp duy nhất mà đội tuyển Anh giành ở đấu trường quốc tế, thì đội tuyển Anh từ 1966 cho đến 2018 họ chỉ thắng có 6 trận ở tất cả các vòng knockout nha, tất cả các vòng knockout ở những giải đấu lớn họ chỉ thắng có 6 trận. Nhưng mà chỉ trong vòng có 5 năm cầm quân của Southgate từ 2018 tới 2024, Southgate đã thắng 8 trận. Và ngày hôm qua là trận đấu ngày thắng thứ 9, cũng là kỷ niệm 101 trận cầm quân của ông. Như Huy nói, ông giỏi như vậy sao mà dân chơi ngoài kia cứ complain hoài vậy hả? Có lẽ bởi vì đá không quyến rũ, không, cái lối đá của ông không thật sự đẹp mắt so với cái trình độ chung của Premier League là cái giải Anh. Và Southgate thì thật sự ông ấy có một cái tính bảo thủ khi mà ông ấy chỉ dùng những quân bài mà mình thích chứ không có dựa trên phong độ của cầu thủ trong một mùa giải. Cái đó thì chắc có lẽ huấn luyện viên nào cũng vậy. Đa số huấn luyện viên. Tại vì chắc có lẽ là Nam cũng đồng ý với anh Thế là chắc có lẽ đội tuyển Anh họ kỳ vọng nhiều bởi cái giải bóng đá Premier hả anh? Đúng rồi, yeah. Thì Nam có thể có cái nhìn khác về cái đội tuyển Anh sao nào? Theo em nghĩ thì đội tuyển Anh cái mùa này, cái mùa châu Âu này họ đá rất là kỳ cục, cái chỗ là họ không cho ai biết cái gì hết. Ngay cả bây giờ vào vòng chung kết rồi mà người ta không biết được anh đá kiểu gì. Trong khi đó thì đội Tây Ban Nha thì cái lối đá như nào là họ đều biết hết, tất cả mọi người đều biết hết. Nhưng mà đặc biệt đội Anh thì không ai biết hết. Cho nên đó là cũng một cái chiêu làm cho người ta rất là có thể làm đội Tây Ban Nha bực mình hay là cái gì đó, người ta sẽ bị một cái gì đó. Yeah. Cái đó là cũng là một cái những cái bài mà của huấn luyện viên, nhiều người nói là có thể là ông chưa có áp dụng được, nhưng mà quý vị thấy rằng khi mọi người cứ nghĩ rằng ông sẽ thế Tony vào sân thì ngược lại là ông lại thế Watkins vào sân. Đó là em cũng đang cái đó mới là cái lạ. Cái lạ gì đó. Cái đó mới là cái lạ. Hay là ngay những lúc mà những cầu thủ mà đá phạt đền rất hay thì ông lại rút ra, ông để những cầu thủ trẻ khác nó vào. Đúng rồi, dạ. Hay là ông cũng, mọi người nói là ông bảo thủ nhưng mà thiệt ra là ông cũng biết lắng nghe. Nhưng mà liệu mà cứ đi lên cứ nghe người này người nọ nói rồi xong mình thay đổi cái triết lý là cái đấu pháp của mình thì cứ bị ông cái những cái suy nghĩ của ông nó sẽ bị dao động. Đúng rồi, yeah. Mà ngược lại anh thấy rằng là hiện tại bây giờ những cầu thủ đi trước bật đạt Anh hay truyền thông của Anh hiện tại bây giờ họ lại vào tới trận chung kết mà vẫn tới bây giờ vẫn chỉ mũi dùi vào. Đúng rồi, hay là các cầu thủ đàn Anh mà bây giờ vẫn còn cười cạo ngợi nói là đội tuyển Anh không đáng để được cho banh phạt đền, để gỡ một điều. Banh đó không phạt đền nữa, banh nào phạt đền. Đúng rồi. Bây giờ mà khi mà
Khi mà Harry Kane chuẩn bị mà úp cái mu bàn chân xuống bắt vô lơ như vậy, thì nếu mình nói thí dụ nếu mà không có một cái cầu thủ khác tác động mà đạp vô thì Harry Kane có thể úp cái mu xuống xà chút xíu, banh nó sẽ cắm không đi qua sàn ngang. Mà khi có cái chân tác động vào, mà khi mà đã đạp mạnh cỡ này thì là phạt đền chứ không có gì. Nên trọng tài thì có thể là ngay lúc đó ông bắt theo cảm tính của ông thổi liền. Còn khi VAR đã check mà đã đạp vô mà đã là contact kiểu đó, mà impact một cái bực kiểu đó là chắc chắn là phải phạt đền. Không, cái bạn nói em nghĩ là phạt đền. Chắc chắn là phải phạt đền. Không, ngày nay mình thấy cái trường hợp mà Upamecano của trung vệ của đội tuyển Pháp chỉ đạp nhẹ cầu thủ của Ba Lan thôi, chỉ đạp nhẹ lên không ai thấy được hết. Nhưng mà khi đã có va can thiệp vào là những động tác đó là những cái động tác đó là phạm lỗi mà trong vòng chắc chắn. Bởi vậy đôi khi bóng đá ở Anh mà họ bị ảnh hưởng rất nhiều truyền thông, ngay cả mà những người mà trước kia cứ nghĩ là thế hệ vàng hay là trụ cột gì của đội tuyển Anh, nhưng mà họ đã có làm gì được cho bóng đá Anh đâu. Chỉ có ngồi bây giờ là chỉ có ngồi đó mà nói. Trong khi đó, trong những lúc là những lúc mà mình nên cổ vũ, khuyến khích cho đàn em thì vẫn hay hơn. Nhưng nói như Nam nói là hiện tại bây giờ thì chả biết ổng đá, chả biết ổng đá như thế nào. Nhưng mà mình phải nhìn lại là cái cách vận hành của đội hình mà 3-4-2-1, nó đội tuyển Anh nó vận hành một cách trơn tru hơn. Và mọi người rất thấy là cái sự trưởng thành của Manu. Khi Manu vào thì thấy đúng vậy. Nhưng mà Nam thì Nam là đá ở vị trí tiền vệ biên thì em thấy mà cái tiền vệ biên như Trippier hay là Lusor, hiện tại bây giờ Trippier mặc dù là không phải là cầu thủ đá đúng cái biên của mình nhưng mà vẫn đá tốt hơn Nam. Thì Trippier giờ em nghĩ, nhưng mà em nghĩ trận chung kết này có thể là Lusor sẽ được đưa vào để mà để cắn như hành lang bên trái. Anh vẫn thích Lusor đó, tại cái duyên của Lusor với là cái duyên là cái kinh nghiệm, là cái sự cơ động của Lusor với lại khi mình thấy mặc dù Lusor ít vào nhưng mà Lusor vào thì mình thấy cái cánh họ nó, mình nói tới Lusor trận chung kết mà người anh cũng đang rần là anh đang nghĩ tới cái bàn thắng của Lusor đã ghi. Lusor vào thì mình thấy nó nhịp nhàng hơn, nó thánh thoát hơn. Và những cái đường tấn công của Lusor mình thấy những cái lối mà chuyền bóng, cái cách di chuyển cơ động của Lusor nó hay hơn, nó làm cho cái biên trái nó thánh thoát hơn. Mà những cái miếng chồng biên, những cái chồng biên của đội tuyển Anh nó cũng vẫn hay. Thì theo Nam và Danny Huy thì chắc có lẽ trận banh này đội tuyển Anh vào tới đây thì thỏa mãn rồi hả? Nhưng mà vào tới đây rồi đâu có ai chịu là chiêu dưới đâu hết. Thì theo anh và Nam đi, Nam nói thì theo cái kinh nghiệm xem đá banh của Nam và cũng như là cái cảm, cái feel của một người fan hâm mộ thì thấy cái trận đấu này Nam thấy cái đội tuyển Tây Ban Nha với lại đội tuyển Anh nó như thế nào? Theo em nghĩ England anh chuối. Hôm nay thì không, nếu mà
ông cũng phải cái phong độ của Trippier thì không phải là xuất sắc, nhưng mà ở vị trí đó thì rất là tròn vai. Thì ông vẫn chắc có lẽ ông vẫn giữ lại. Thì đội tiếng Anh mà nói lúc này thì anh xin dừng lại cho Huy. Huy thì chắc bây giờ nói tới 2 giờ sáng đi, nói một cách mà hứng thú. Về nhà nói ở đây chưa đủ, về nhà còn lên tiếp group nữa, lên Huy thắng biết. Thì như Nam có nói là cái đội hình vừa rồi phải nói là một cái trận đấu hay nhất của tuyển Anh, không chỉ là trong cái vòng Euro hôm nay, có lẽ là trong nguyên một cái năm dương lịch luôn. Tại vì cái năm dương lịch năm nay tuyển Anh đá không có tốt, từ vòng loại cho tới những trận giao hữu sát giờ Euro đá cũng rất là khó hiểu. Đây như một đúng nghĩa luôn là khó hiểu. Nhưng mà hôm qua thì đúng là họ xuất phát với ba hậu vệ Văn Ngang, ba trung vệ Văn Ngang và Saka và lùi về rất là sâu. Và bên kia là Trippier cũng lùi về rất là sâu, và ở trên là coi như là ở dưới Ken là Bellingham và Foden, chứ không có phải là 4-4-3 như ba trận đầu tiên nữa. Thì nếu mà quý vị xem lại cái trận gặp Hà Lan á, thì phải nói là hôm qua đội tuyển Anh pressing rất là rác. Đúng. Nhưng mà hôm qua Hà Lan cũng rất là đáng tiếc. Hà Lan hôm qua thoát pressing rất là hay, đặc biệt là 10 phút đầu của hiệp 1 cũng như là khoảng giữa từ phút 50 tới phút 70 của hiệp 2 là Hà Lan thoát pressing của Anh rất là hay. Nhưng mà có vẻ vì hiệp 2 á, tuyển Anh đá chậm, có phần chậm lại bởi vì quá mệt. Tuyển Anh đã phải trải qua tới 2 trận 120 phút, một loạt penalty, trong khi Hà Lan là chỉ có đá 2 trận 90 phút thôi mà được nghỉ nhiều hơn tuyển Anh một ngày nữa. Cho nên là có lẽ là ngày chủ nhật này, như Nam Minh Thế chúng ta nhận xét, chắc chắn cũng sẽ giữ đội hình như vậy, với một cái khối pressing cao, cố gắng tìm bàn thắng trước Tây Ban Nha, cũng giống như cái cách mà họ cố gắng tìm bàn thắng trước Hà Lan, pressing rất là cao. Và bởi vì họ phải pressing sớm, bởi vì Harry Kane thể lực không có đủ để đá full trận nữa, và hai trận gần nhất là rõ ràng Harry Kane đều bị thay ra những phút cuối, không đá penalty và thay ra luôn trước phút 90, chưa hết phút 90 mà đã bị thay rồi. Nghĩa là Harry Kane không có đủ thể lực, chắc chắn tới bây giờ có thể nhận đúng 100% mà không có thể lực. Dạ. Chấn thương lưng ở Bayern Munich, không đủ thể lực để thi đấu trọn vẹn. Và cái cách mà pressing cao như vậy cũng là nhằm hạn chế có thể các cầu thủ Tây Ban Nha không có đưa bóng ra cánh được. Cái cách mà pressing cao đó là cách tốt nhất để mà bắt cho hai cái cánh của Tây Ban Nha cũng phải lùi về, để không có dâng lên cao được. Bởi vì mục tiêu mũi nhọn của Tây Ban Nha là Morata, thì có lẽ là tốc độ của Morata thì cũng khó để mà vượt qua cái khối phòng ngự dâng cao, cho nên có thể vẫn sẽ là pressing như vậy. Và nếu tuyển Anh đá đúng một cái chiến thuật và một chút xíu may mắn để mà có bàn thắng trước với Tây Ban Nha, thì hoàn toàn tuyển Anh có khả năng giành chiến thắng ở trận chung kết. Nhưng rõ ràng Tây Ban Nha, như thế này vẫn sẽ nhận xét Tây Ban Nha sẽ là đội chiếu trên, bởi vì Tây Ban Nha tới giờ vẫn đang là bộ đóng gần như là hoàn hảo ở cái mùa bóng Euro này. Họ outscore tất cả các đội bóng với bàn thắng là 12 và chỉ để lọt lưới có 3 bàn thôi. Trong khi tuyển Anh nhìn thì có vẻ chắc chắn ở một số trận đầu, nhưng các trận bóng sau, 3 trận đấu sau đều bị ghi bàn dẫn trước hết. Và cái khả năng mà đội tuyển Tây Ban Nha ghi bàn vào lưới tuyển Anh là quá cao, cho nên sẽ rất là khó cho tuyển Muốn Anh. Ghi bàn thì phải làm sao? Thì không có goalie thì nó vô đó. Muốn ghi bàn là phải đá đúng không? Đúng, phải đá. Chắc nãy giờ mình quên nói Anh, nhưng mà chắc có lẽ là sẽ rất là thiếu sót khi mà mình nói lên cái sức mạnh của Tây Ban Nha. Một đội banh mà tới thời điểm hiện tại là làm cho mọi người rất là ngất ngây. Một đội banh mà có lối thi đấu rất đẹp, tấn công như vũ bão, mình phải dùng cái từ đó. Hai biên quá hay, tấn công trung lộ, tấn công biên, chồng biên, kiểm soát bóng khu vực giữa sân, xuất xa đánh đầu căng ngang, rồi những cứu lòng, thương hiệu các cầu thủ đều có hết. Một cái đội banh mà tới giờ này là một đội banh mà mọi người nghĩ rằng là chỉ duy nhất, một và duy nhất là đội banh thi đấu có lối đá đẹp mắt, hấp dẫn nhất, xứng đáng vào đến trận chung kết nhất. Thì
Nam thì Nam thấy chắc đội Tây Ban Nha chắc họ vẫn giữ cái đội hình đó ha, mặc dù đúng cái, rồi, cái sự thiếu vắng của Petri. Thì Omo vào thì đá ở vị trí số 10 quá hay. Omo cũng đá vị trí đúng cái điểm đó, làm như nó đang rơi vào điểm phong độ hay sao, đá quá hay. Omo thì cầu thủ mà nắm bắt thời cơ đúng vậy. Và quan trọng là có cái duyên. Chế banh mà mình thấy là chế banh mà ở tình huống 2-1 không lấy kéo banh kéo từ cái mưu chính diện mà la cái lòng cho kéo ngược về bên này mà đá. Nếu mà tình huống đó thì sút quá đẹp, nhưng mà nhìn cái hướng bay á, thì có thể là đi hơi qua cái cột xa chút xíu, nhưng mà tình huống đó anh khống chế bước một hay quá, đẹp quá, rồi xong anh restep cái anh bước đệm qua anh đá cái banh hay, thì chắc có lẽ là vẫn bốn trung vệ vẫn mắc là Kapaha thôi. Kapaha không được đá. Như chung kết đá lại rồi chứ. Kapaha anh vô chung kết đá lại được kìa. Được. Thì thay đổi được một cái. Sao có mọi người cứ nghĩ rằng nghĩ một trận thôi nhé con. Nghĩ hai thẻ vàng là chừng một thẻ đỏ thì Kapaha sẽ quay lại. Nhưng mà mình nói là mình thấy rằng cái khi mà Kapaha vắng mặt thì một lão tướng Navas, trời ơi, không có ngờ mà Navas mà lui về đá vị trí hậu vệ biên phải mà nó hay như vậy. Lúc mà nhìn xếp đội hình thì em nghĩ ông Navas thì như đá cho Sivilla cũng đá vị trí đó cho anh. Cái đó là không phải là vị trí sở trường. Đúng rồi. Tại vì khi mà nghĩ là phải bắt kèm MVP. Bây giờ mà khi mà em đá ở vị trí biên đi, em đá huấn luyện viên có nhiều cầu thủ nó. Ngay nhiều trận đấu mà thiếu cầu thủ thì ông huấn luyện viên ông bắt có thể tiền vệ biên, có thể anh chơi dâng cao hơn chứ lui về, mà khi mà một cầu thủ có vào tốc độ rồi đó thì anh phải đá cái biên đó ở vị trí nào. Đôi khi anh đá phòng ngự, anh không chuyên về phòng ngự nhiều, nhưng mà anh lấy cái tấn công, anh lấy cái sức tấn công tốc độ của anh đá, anh đè người ta lên thì anh khi mà anh đè cái tiền vệ với lại cái tiền đạo biên đó mà anh đè xuống thì coi như cái khâu phòng ngự của anh nó đỡ hơn. Nhưng mà mình thấy là một cái người mà thế thân như vậy thì quá hay. Thì đội tuyển chắc giờ này chắc Nam cũng như là Danny Huy đồng ý với anh thì không quá cái mọi người nói là đội tuyển Tây Ban Nha đã bay bổng trên đôi cánh của mình thôi. Thì Nam thấy hai cầu thủ này một bên là Jamal, một bên là William chưa nhờ đá như thế nào? Hai cánh thì coi như hai cánh thì khỏi tuyệt vời quá. Quá tuyệt vời. Jamal đá thì anh thấy nhớ lại cái đó Robin của Hà Lan. Là cái từ cánh phải đi vào cứ cái lòng. Là cái banh vừa rồi thấy không? Thấy nhìn cái banh đó là coi như anh nghĩ cái banh đó có thể là cái banh đẹp nhất của cái mùa này đúng không? Banh đó với lại banh của Sula, của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đẹp, banh của Saka cũng đẹp. Saka thì nó ở cái bóng nó thấp hơn, nhưng mà banh nó đẹp giống như là một cú cứu lòng đẹp, hoàn hảo. Thì một bên thì William chia nhờ cũng hay. Thì hộ công thì khỏi nói rồi, Omo thì chắc bây giờ là, là Omo bây giờ thì chắc các một suất thì có không có sự thay đổi gì. Thì từ vị trí thủ môn Simon cũng hay. Thì Rodrigo thì là ở ngay giữa sân thì là cầm trịch trận đấu điều tiết. Rodri thì quá hay rồi. Nhưng mà Tây Ban Nha nó có cái hay là cái dàn mà để sắp vào cũng rất là hay nha anh thấy. Đưa vào thấy cầu thủ đá cũng rất là đẹp. Chiều sau đội hình. Chiều sau đội hình thì các cầu thủ họ vào sân đây thế. Thì mặc dù là mình yêu đội bóng của mình thiệt, nhưng mà Danny Huy cũng nói về chút xíu Tây Ban Nha đi. Rõ ràng trận đấu này chưa đá là tuyển Anh sẽ là cửa dưới, đó là điều chắc chắn rồi, từ phong độ cho đến chiến thuật, cho đến cách thể hiện, cho đến hiệu số bàn thắng, như đến tổng cú sút, rồi xài bàn thắng thua, tất cả đều đội tuyển Anh được chấp 1/4 với banh. Rõ ràng vô chung kết mà không được đồng banh nữa là cũng hơi mệt, đúng không anh? 1/4 chấp banh thì nói chung là cũng là
là 55, 45 hay là 46, nhưng mà ok em thì đừng, mình đừng có bi quan cái đội mình yêu nữa, mình cứ ấy đi. Tuyển Anh thì Danny trước vừa sau trận đấu với Hà Lan là Danny có nói luôn với mấy anh là năm nay rất là đặc biệt khi mà vừa được xem đá banh mà vừa được làm show với các anh, mà làm show mà mình fan Tuyển Anh, mà fan Tuyển Anh đi đến trận đấu cuối cùng luôn là Danny quá vui rồi, là có thắng hay thua trận chung kết thì cũng vui. Vui cho Tuyển Anh rồi cũng vui cho sao ghét luôn. Thật sự Tuyển Anh là vào chung kết này thì họ đã là tạo nên lịch sử rồi. Bởi vì đây là trận chung kết đầu tiên mà Tuyển Anh vào ở một giải đấu lớn mà không phải ở nước Anh. Hai trận chung kết gần nhất họ vào đó là trận chung kết World Cup, họ thắng World Cup ở nước Anh 1966. Wembley 2021 họ vào chung kết mà họ để thua Tuyển Ý, thì đây đã là lịch sử rồi, là lần đầu tiên quốc gia Anh vào đến một trận chung kết ở một đất nước khác, mà cái đất nước này là một nước Đức nữa, lại là một cái đất nước mà rival, kình địch, thì họ đã tạo nên lịch sử rồi. Nhưng mà như các cầu thủ như là huấn luyện viên Southgate cũng nói, lịch sử thì đã tạo ra rồi, nhưng mà vẫn còn một trận đấu nữa. Lịch sử là do có người viết ra mà. Biết đâu là các cầu thủ Anh sẽ viết tiếp một trang sử mới. Nghe nói là hình như là nếu cái trận cầu này mà Anh mà thua là sẽ tạo nên một kỷ niệm buồn, là về cái vấn đề mà hai cái trận vào chung kết á, thì hồi trước giờ chưa có đội nào bị thất bại hết. Hai trận chung kết. Đó, hai trận liên tiếp. Cách nhau. Back to back. Nhưng mà hình như Đức làm được, tức là cũng vừa vào chung kết và thua, và nhưng lần tới vào chung kết là thắng. Mà thằng Anh bây giờ là hai vào chung kết là hai lần liên tiếp. Mà nếu mà Anh mà để thua cái trận này nữa là giống như là giống như là Tây Ban Nha. Cho nói cái là từ Đức mà về Anh á, đi xe bao xa vậy anh thấy? Hình như đi cả tiếng máy rồi đã qua. Xa hơn là từ Đức qua Hà Lan. Cho nên hôm qua mới bị coi game Hà Lan với Anh là thấy nguyên cái sân là màu da cam không. Bởi vì Hà Lan qua Đức rất là gần. Khán giả. Khán giả Hà Lan rất là vui. Hà Lan là vui từ vòng bảng rồi. Coi là nguyên một cái quảng trường Munich hay là Berlin là tất cả. Mấy ngày đầu cổ động viên uống bia, đánh lộn, đập lộn quá trời. Rồi xong sau này cái lực lượng bảo vệ mới dập tắt mấy cái vụ đó bớt. Trước trận đấu thì Danny là một người rất là thích tham khảo những con số, và những cái con số trước cái trận đấu này thì nếu là fan Tuyển Anh thì chắc là quý vị cũng sẽ không có yên tâm chút xíu nào đâu. Bởi vì hồi nãy giờ anh thấy em nói chuyện em cười tươi lắm đó Bùi. Dạ em cười đây, nhưng mà em cười tôi rất là tươi khi bắt đầu mẹ. Cái này là một cái thông tin mà phải nói là Danny cũng không có để ý nữa, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì mới giật mình. Là kể từ năm 2002 là 22 năm nha quý vị, 22 năm. Nếu quý vị là một fan của bóng đá, và đặc biệt là bóng đá châu Âu, thì đội tuyển Tây Ban Nha cũng như là tất cả các câu lạc bộ của Tây Ban Nha khi mà đã vào chung kết là thắng. Chúng ta đang nói đến những cái cúp như là cúp C1, Real Madrid, Barcelona cứ vào chung kết là thắng, đó là Tây Ban Nha. Đội tuyển Tây Ban Nha vào chung kết 3 lần, 2012, 2008, 2010 là thắng. Chưa kể những cái cúp C2, Sevilla cứ vào chung kết là thắng. Gần đây nhất, Villarreal, một cái đội bóng phải nói là thuộc hàng top 5, top 6 luôn, vào chung kết Europa League cũng thắng Manchester United luôn. Nghĩa là tất cả những cái đội bóng mà về Tây Ban Nha cứ vào chung kết cúp châu Âu là thắng. 22 năm rồi, cho nên là nếu vậy em mới nói vậy, người ta coi chương trình mà người ta cứ bắt Spain rồi nhà cái nữa. Em nhanh đưa thông số để nó gọi là game gài, nó game gài cái này nó lật qua bên Anh thắng, cái thằng này nó chơi tâm lý nè. Thông số, bởi vậy nó thông số là đưa ra để quý vị tham khảo. Quý vị cứ nghe, tại vì thông số nó là phát, nó là sự thật. Thì nên 2002 em coi đá banh rồi. Dạ, em coi từ lúc mà Real Madrid là 2000, em nhớ luôn là cái em nhớ hoài. Sao trận final? Em nhớ hoài luôn là cái trận chung kết giữa Real Madrid với Valencia. Đó là em nhớ, cái đó là có lẽ lần đầu tiên em coi trực tiếp thôi. Còn em là fan Real Madrid là từ năm 98 rồi, Beckham rồi cú ăn ba này. Nhưng mà em nhớ là em vừa nhắc tới là 2002 là có nghĩa là Real Madrid với Bayern Munich. Real Madrid với lại cái banh mà Zidane bắt vô lê. Đó. Bên đó là dạ. Sau đó là Zidane bị căng cơ, dạ.
sau đó Zidane bị căng cơ không đi được World Cup. Yeah. Thì lúc đó là Anelka rất là hay, nhưng mà có mâu thuẫn với lại huấn luyện viên nên không được chọn. Thì mọi người đang tiếc lúc đó là liệu lúc đó mà có Anelka theo thì Zidane bị cái đó thì có thể là Anelka sẽ gánh đội nó đỡ hơn. Nhưng mà trong bóng đá mình cũng không có, không có biết được. Các cầu thủ đôi khi có tài năng thật sự nhưng mà có những cái phát ngôn hay là những cái mâu thuẫn với huấn luyện viên thì không được chọn vào ngay thời điểm đó thì cũng ấy thôi. Thì là 2002 thì em vừa nói ấy, thì từ đầu chương trình tới bây giờ thì quý vị nếu mà có xem chương trình thì mới thấy có những thông số mà Daniel Huy gửi đến quý vị, đó là Daniel Huy tham khảo rất kỹ. Thì biết đâu đó thông số hay là dự đoán thì cũng chỉ là dự đoán. Đúng, nhưng đúng mà rồi. Biết đâu có rất là có nhiều đội phong độ đang phân gì mà gặp ở những trận đấu mà có tính chất sống còn, những chất quyết định. Đúng rồi, thì là một hai đường bóng hay là ngay cái thời điểm mà phong độ của cái đội kia họ hay quá, hay là họ có những cái mà nghiên cứu tham khảo họ khắc chế được cái đội khác, thì ở một trận đấu quyết định mà một hai đường banh đầu tiên có bàn thắng gỡ, cho dù họ có thi đấu xù xì, họ thi đấu không đẹp, nhưng mà anh thi đấu đẹp, anh thi đấu cống hiến, cuối cùng để một trận thua. Đúng thì rồi. Liệu anh có thể là anh làm thỏa mãn cái người hâm mộ hay không, cái đó đúng mới là cái là vấn đề. Thì trong thể thao là bất cứ một cái bây giờ bất cứ một cái môn thể thao nào họ cũng đều hiện trong cái thời buổi mà hiện đại văn minh như vậy, thì mọi thống kê hay là mọi chỉ số đưa ra họ đều phải nghiên cứu rất kỹ. Thì đôi khi bóng đá hay là thể thao gì họ cũng phải biết được lúc nào mình phải thi đấu đúng sở trường của mình, và đôi khi những cái sở đoản của mình thì mình hạn chế lại, và mình dùng những cái sở trường của mình thi đấu trong cái thời điểm nó hợp lý thì là mình mới có chiến thắng được. Thì nếu vậy thì Nam sẽ nghĩ cái trận đấu này sẽ đội tuyển Anh và đội tuyển Tây Ban Nha, liệu một đội tuyển Tây Ban Nha đang hừng hực khí thế, đang trên chân như vậy thì có dễ có một chiến thắng với một đội tuyển Anh hay không? Theo nghĩ á, thì mình coi qua từ đầu mùa giải đến giờ đó, thì Tây Ban Nha đã từ đầu đến cuối, tức là từ một phút đầu tiên đến phút thứ 80 chẳng hạn. Thì đá rất là hay. Nhưng ngược lại thì đội tuyển Anh chỉ cần đá 10 phút cuối thôi, một khoảnh khắc bùng nổ thôi là đem về chiến thắng. Thì em nghĩ là cái trận này cũng không thoát khỏi những cái đó. Là em nghĩ là những phút đầu tiên thì Tây Ban Nha đá rất là bùng nổ, nhưng mà khoảng chừng 10 phút cuối thì lại nghiêng về đội tuyển Anh, em nghĩ vậy. Trong bóng đá nó là như vậy. Thì còn Huy thì Huy thấy sao? Tiếp mời Nam tiếp tục. Thì với lại tại sao mình phải nghĩ mình nói như vậy, tại vì trên đội tuyển Anh á, mặc dù có những cầu thủ rất là bùng nổ giống như là gọi là Bellingham, là mặc dù cả trận đá không có hay, khoảng cách ngôi sao thôi, nhưng mà anh ta rất là bùng cháy. Chỉ cần một giây phút nào đó là anh đem về chiến thắng. Và ngay cả trong câu bộ của Real Madrid cũng vậy. Những cái phút cuối là anh đem về rất là những khoảng khắc bùng nổ của anh. Đúng. Là đem về cái năm vừa rồi anh làm cho Real Madrid thăng hoa bởi cái khoảnh khắc mà cái cách hiếu chiến của anh rất là hiếu chiến. Anh thấy mỗi lần mà anh ghi bàn anh ra đứng rất là hiếu chiến, chứ không phải là may mắn gì nữa, tức là tao sẽ làm được như vậy. Rất là hiên ngang, ra đưa tay. Dạ đúng, dạ động tác đưa tay giống như Ben Huy đưa thử cái gì. Đôi khi ghi bàn bây giờ nhiều lúc mình cũng chạy mình cũng đưa tay như vậy, cũng đưa tay như vậy, nhưng mà khoảnh khắc đó rất đẹp. Tại vì có để ý hay không là những lúc mà đội tuyển Anh ông huấn luyện viên Southgate ổng hình như là ổng được một cái gì đó mà trong những lúc khó khăn nhất thì là các cầu thủ con cưng của ổng họ có một cái giống như mọi người nói chơi là giống như
có một cái chế độ là cứu thầy, bật lên một cái là tự nhiên là cứ xông pha lên tự động là có bàn thắng trong những giờ phút mà tưởng là chết rồi. Đâu có ai nghĩ là một cái đường ném biên rồi Gu Hi tự vị trí mà tụt ở dưới này mà đi lên tận sát cái gần vòng 5m50 mà đội ngược chế banh truyền hai mà chế banh nó là ngay cái của Bellingham mà bay bicycle một cái là quá đẹp, thì vừa đẹp xong một cái là vô đang hừng hực khí thế thì lúc đó là lại Huy Khen lại đội đầu vào 2-1 chết cái tên Huy Khen hả? Với mà Luso như em nói á, là khi mà nếu mà trận này để Luso đá đó thì Luso sẽ có những cái đường tạt bắn vào để hay là cái đội đầu Luso. Cái đó là rất là hay. Luso ở những cái trận cầu mà quan trọng đó, khi Luso mà lên cái anh mà men biên lên được đó, những cái men biên lên được Luso tạo những cái đường banh mà những cái đường cong rất tại là vì chân trái đó anh, chân trái lên họ cứa cái lòng điên vào đó thì đầu rất là dễ hơn là chân trái thì là họ cong ra, không giống như là kiểu Luka Modric mà ở bên cái biên trái thì có cái má ngồi đó cái đường cong ra tại mình những cái đường tạt bóng nó cong ra như gì thì thủ môn ra cũng không được, hậu vệ tới cũng được thì cũng nó được. Tạo thêm một cái đường cong từ ai trên này xuống thì là nó tạo một cái lực á để đầu rất là dễ. Khi mà những cái đường tạt biên như vậy thì mình thấy là đội tuyển Anh á, thì Luso hay lúc trước mà ở bên biên phải, lúc trước mà bên biên phải mà tới giờ này luôn vẫn chưa có một cầu thủ nào mà tạt bóng đẹp như là David Beckham đẹp mà hiệu quả nha. Cái đó là đội tuyển Anh mà những cái đó giống như là danh bất hư truyền. Những cái đường đó là những cái đường thương hiệu rồi thì chắc có lẽ Huy sẽ thấy được cái nhìn của em được ở trận đấu này, mặc dù là đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu trên cơ nhưng mà đội tuyển Anh cũng có cơ hội ngay trận chung kết mà bây giờ tôi có đi đường nào tôi cũng đi đường vòng đường gì không cần biết tôi vào tới trận chung kết thì là tôi muốn ăn tôi không phải là chuyện đơn giản. Ok anh hay, anh có cái hay nhưng mà tôi cũng vẫn có những cái đòn mạnh của tôi đúng không? Mình quay cho cái đó là đá champion nhưng mà có giải 3-4 không vậy? Euro không giải 3-4, World Cup có 3-4, Euro không có 3-4. Copa World Cup có 3-4, Euro không 3-4, đồng hạng 3. Tiếp tục Huy, sorry. Đầu tiên thì cái trận đấu này, thứ nhất nó là một trận đấu thú vị đã. Bởi vì Tây Ban Nha và Anh thì rất là hiếm khi gặp nhau ở những cái giải đấu lớn. Họ tổng cộng thì gặp nhau là 24 lần thì tuyển Anh, 27 lần thì tuyển Anh thắng 14 lần, Tây Ban Nha thắng 11 lần. Nhưng mà đa số thì chỉ là những trận giao hữu thôi. Lần duy nhất là ở vòng chung kết World Cup 1950 rồi, rất là lâu, thì lúc đó là Tây Ban Nha thắng 1-0. Và hai lần gần nhất mà hai đội gặp nhau không phải giao hữu thì nó nằm trong cái giải đấu gọi là UEFA Nation League. Thì là chia đều, lượt đi thì Anh thắng 3-2, lượt về Tây Ban Nha thắng 4-3. Nên đây đầu tiên nhất là đối với những fan trung lập thì có lẽ đây là một trận đấu rất là thú vị vì hai đội bóng này rất là ít khi gặp nhau. Nếu mà Anh Đức rồi Tây Ban Nha Pháp hoặc là Anh Pháp thì nó gặp nhau nhiều hơn, hoặc Tây Ban Nha Đức thì gặp nhau nhiều hơn. Và những cái thông số thì cũng sẽ không có nói lên được gì nhiều bởi vì nó không có cái dấu hiệu kỵ rơ ở đây như anh thấy hay nói. Mấy đội kia gặp nhau nhiều hơn hả? Tại vì anh đá dở quá không có vô. Thì đầu tiên là không có dấu hiệu kỵ rơ ở đây. Đó là cũng một cái hay cho nên là đa số lâu lâu mình hay nói là nhiều lúc đá hay nhưng mà kỵ rơ thì cũng rất là khó đá. Đó, cho nên là thứ nhất là không có dấu hiệu kỵ rơ và tuyển Anh thì vào trận đấu này là thế cửa dưới thì theo Danny là cửa dưới đối với tuyển Anh sẽ là dễ đá hơn, trông cậy vào những khoảnh khắc tỏa sáng là chắc chắn rồi bởi vì như Nam có nói và Tây Ban Nha sẽ tràn lên ngay từ đầu, họ vẫn sẽ giữ cái lối đá như vậy thôi, vẫn sẽ là tấn công hai cánh dồn dập. Thì cái cách mà khắc chế là phải là pressing và ngày hôm qua thì rõ ràng tuyển Anh cho thấy một bộ mặt là họ có thể pressing, họ có thể đá cao chứ không phải là cứ lù đù như là những trận trước, cho nên
hy vọng là cái dấu hiệu thể lực mà bị bào mòn của tuyển Anh trong cái vòng loại này cũng rất là may mắn là không cái trận vừa rồi là phút 92 chứ rồi. Mà để vào hiệp phụ nữa thì cũng hơi mệt. Trước đó là Danny có nghĩ là vào hiệp phụ thì Hà Lan sẽ rất là sung. Anh không thích đội tuyển Anh mấy. Thiệt sự từ xưa giờ nói chung là các đội tuyển thì mình coi mình thích gì thôi. Thích đội tuyển Pháp. Đội tuyển Pháp thời xưa có Platini rồi sau này có Zidane. Thì mình thích gì thôi. Chứ không phải giống như là mình thích cái lối đá như hồi xưa Samba của Brazil. Thì hồi xưa họ ngẫu hứng, họ chỉ đá công. Nhưng mà thiệt sự là các đội bóng bây giờ mà Nam vừa nói là đội Tây Ban Nha từ trước tới giờ đang hừng hực về đích. Nhưng mà nên nhớ cũng có nhiều cầu thủ đang nhiều đội bóng băng về đích nhưng mà cũng đã bị thất bại ở những trận rất là quan trọng. Như chẳng hạn như là đội Tây Ban Nha hay là đội Argentina của World Cup vừa rồi, hai cái World Cup ở trận đầu tiên Tây Ban Nha thua đội Thụy Sĩ. Ở trận đầu tiên đội Argentina thua Ả Rập. Thì cái thất bại trận đầu tiên làm cho họ ok, họ có cái những bài học mà trong đấu pháp cũng như con người hay là cái gì, nhưng mà ở những trận đấu đó họ có sửa sai được thì họ băng những trận sau và đích tới chức vô địch thôi. Có ai nghĩ rằng mà ở thời điểm như 98 hay giống như là Brazil băng về đích, ai cũng nghĩ là đúng sẽ rồi. Nút tươi đội tuyển Pháp nhưng rồi. Mà đội tuyển Pháp vẫn thắng. Thì là anh có một cái nhìn là đội tuyển Tây Ban Nha ở trận chung kết rất khó đá trước đội tuyển Anh. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Hai cầu thủ cánh của Tây Ban Nha cỡ mà múa máy non kiểu đó mà gặp cỡ cầu thủ Anh cũng đá chết. Cái đó là anh thật sự anh nói nha. Tại cầu thủ Anh đá quá rác. Mà tốc độ mặc dù mình thấy là tốc độ ở các giải đấu Anh nó nhanh. Cái cầu thủ Anh họ đá gì đã quen rồi. Mà các cầu thủ này mà kiểu nhanh mà múa mà mấy là đội tiếng Anh kiểu mà đá trước sau cũng đau. Đá mà chỉ cần cỡ biên mà Walker hay là Trippier mà đá mà chỉ cần chơi hay là tì đè mà ở trên này chưa cỡ là ngay hai cái biên mà nó cứ công rồi bên này chắc chắn là phải công để đè hai cầu thủ Zaman với lại William xuống để ép cái sự tấn công của họ. Thì chắc có lẽ rằng ở vị trí khu vực giữa sân vẫn là ngay cái chỗ đó sẽ là quyết định cái trận đấu khi mà họ sẽ cầm được ngay khu vực giữa sân thì có những cái đường tấn công họ cầm banh được thì họ đá nó tương đối nó có nhiều cái tính toán hơn. Họ có thể là những đường chọc biên hay là những đường thọc khe hay là họ tấn công ngay khu vực trung lộ thì tấn công mà đa dạng, nhưng mà làm sao họ áp dụng được lên trên cái đối thủ của mình thì cái đó rất là quan trọng. Thì nếu vậy thì Nam nghĩ là kết quả của trận chung kết này sao? Em nghĩ thì có thể trận này không đi tới 120 phút rồi. Em nghĩ 90 phút là có thể là quyết định trận đấu. Và em nghĩ là đội Tiến Anh sẽ giành chiến thắng. Spain 2-0. Xứng đáng bằng áo anh. Spain 2-0. Em có một cái nhìn là làm như đội Anh mà đá với đội nào mà yếu á thì người ta đá không được, tại vì đội khi mà đội yếu người ta gom là một cái ở giữa thì đội Anh cứ đá vòng hoài, mình thấy sau đó Anh đá kỳ quá không có vô. Nhưng mà Tây Ban Nha ngược lại, họ phải dùng hai cánh, họ tải ra hai cánh thì ở giữa rất là yếu. Thì lúc đó đội Anh mới đầu dùng ở giữa đó phải đi sâu vô dễ hơn. Rodri thì cũng không có lạ lẫm gì với lại Dan Rice. Dạ đúng rồi. Dạ thật sự thì hay thì cũng Rodri rất là hay. Là một tiền vệ thì bây giờ là mạnh nhất bây giờ là mạnh nhất đúng rồi. Nhưng mà bên mình đâu biết được bên đội tuyển Anh thì bây giờ có cầu thủ trẻ Manu thì rất là tăng sung anh hiểu không? Một cầu thủ mà thi đấu quá trưởng trạng. Cái banh của Hà Lan là cũng lỗi của Rice.
Banh đúng một không là lỗi của Rai. Nhưng mà sau đó là nguyên trận Rai này đã quá. Nói chung là có những cầu thủ mà ở trong trận đấu quan trọng họ bị mất lỗi. Thì tâm lý mà có nhiều cầu thủ đá không được. Mà cầu thủ có nhiều cầu thủ sau cái lỗi đó họ lại họ lại đá hay. Giống như đội tuyển Brazil đá đội tuyển Anh mà lúc mà trung vệ vừa khống chế trái banh hư tung ra cái mà cổ và ghi bàn liền. Thì sau đó là thấy Ronaldinho không treo ngay góc vô trong kia. Cái trận đó là hồi đó em nhỏ xíu mà em coi em khóc quá trời khóc luôn. Ăn trước mà không cũng thua lại. Thì thêm em nhận thấy cái trận chung kết này đó, nếu mà đội Tây Ban Nha mở hai cánh ra thì đội Anh có cơ hội dễ đá hơn là họ phải nhìn họ thấy được khi mà đối phương họ cong lên thì sau lưng của họ thì những cái khoảng trống đó cống nhiều ai là có thể lắp vào những khoảng trống đó, hay là họ tiếp tục họ di chuyển lên đội hình của họ di chuyển để tạo khoảng trống đó. Thì bên kia khi mà họ lấy được banh họ phát động tấn công thì họ phải đá lại ngay chỗ những cái khoảng trống đó sau lưng của đối phương thì mới lấy được. Thì còn Huy thì Huy thấy kết quả trận này sao? Dĩ nhiên là fan tuyển Anh thì mong muốn là tuyển Anh thắng, nhưng không thể phủ nhận là Tây Ban Nha đang rất là mạnh. Danny thì em nghĩ là có thể tuyển Anh sẽ hòa với Tây Ban Nha 90 phút. Nếu hòa được là vô 120 phút là sẽ thắng, là tuyển Anh sẽ thắng. Bởi vì nên nhớ cho đội tuyển Anh nếu mà họ về 100 họ về 90 phút họ bằng 120 phút họ khi đá thi đấu hai hiệp phụ thì cái kinh nghiệm cũng như những gì mà đội tuyển Anh đã thể hiện ở cái overtime hay là penalty thì lúc đó là đội tuyển Anh vẫn trội hơn đội tuyển Tây Ban Nha. Đội tuyển Tây Ban Nha nếu mà đá đè ép họ áp đặt lối chơi mà tấn công phóng khoáng hay là tấn công đa dạng trước đội tuyển Anh mà họ có bàn thắng họ kết liễu được trong 90 phút đó, thì là đội tuyển Tây Ban Nha sẽ thắng thôi. Nhưng mà đừng kéo dài tới hai hiệp phụ. Còn đối với thế nghĩ rằng là các cầu thủ của đội tuyển Anh không dễ dàng gì mà để cho hai team kia mà là múa máy dễ dàng đó. Tại vì mình xem được họ làm sao được cái điểm mạnh của đối phương thì là họ về họ sẽ nghiên cứu và chắc chắn là ở trong một trận đấu mà mang tính chất quyết định như vậy thì là kinh nghiệm và đấu pháp hợp lý và khỏi các ngôi sao nó quyết định cái đó là cái chắc chắn rồi. Chắc chắn nên sẽ là một trận đấu hay á, tại vì nói gì nói cuối cùng tuyển Anh cũng thể hiện được là họ cũng biết đá banh và ok và chủ nhật này trận đấu mấy giờ? 12 giờ. Trận đấu 12 giờ lâu lâu hỏi những câu mà mình phải hỏi cứ tưởng từ ở đâu. Và cái trận đấu này thì dù nó kết thúc như thế nào thì cũng sẽ có một số kỷ lục mới sẽ được xác lập. Đầu tiên chắc mình nói tuyển Anh trước để cho đi nó hơn. Đầu tiên sẽ là như này có nói đây là lần đầu tiên tuyển Anh vào được trận chung kết ở một giải ở một cái nước ngoài và cũng sẽ là nếu họ vô địch sẽ là chiếc cúp Euro đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh. Harry Kane sẽ có danh hiệu tập thể đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình. Và thứ hai về Tây Ban Nha thì họ có ba con số, đó là Yama sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu vô địch cúp châu Âu cùng đội tuyển quốc gia của mình. Rodri vẫn sẽ giữ chuỗi kỷ lục bất bại 45 trận đấu bất bại với Tây Ban Nha. Và Tây Ban Nha cũng sẽ vươn lên thành đội bóng vô địch châu Âu nhiều nhất với con số 4. Hiện nay họ đang bằng với Đức với 3. Đó là những con số và sẽ được xác lập nếu một trong hai đội bóng vô địch. Thì ai sẽ nâng chiếc cúp vô địch ở vào chủ nhật này, diễn biến trận đấu như thế nào và các fan hâm mộ sẽ chứng kiến đội bóng con cưng của mình thi đấu ra sao
thì mời quý vị cứ đón xem trận chung kết vào 12 giờ trưa ngày Chủ nhật giờ Cali. Quý vị có thể ngồi trước màn hình nhỏ vào lúc 11:30 để xem cái opening của trận chung kết. Thì chương trình luôn chúc quý vị sức khỏe và có một ngày weekend, một tuần weekend thật là vui vẻ, hạnh phúc, và chờ đón xem trận chung kết giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Anh vào lúc 12 giờ. Và cũng đừng quên vào lúc 5 giờ sẽ có một trận chung kết nữa, đó là đội bóng Argentina của Messi sẽ thi đấu chung kết với lại đội tuyển Colombia của James Rodriguez. Dạ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Và quên, mình phải nhắc tới hai nhà tài trợ. Không quên chương trình cũng không quên cảm ơn cầu thủ Nam đây, chủ nhân của Number One Auto Compressor, là cái người luôn có một tấm lòng vàng, trong thời gian vừa qua đã luôn đứng phía sau ủng hộ cho phong trào của bóng đá địa phương, và luôn luôn ủng hộ cho các em trẻ trong những dịp thi đấu xa. Thì cũng luôn luôn cảm ơn Nam, và hy vọng Nam sẽ là một trong những người bình luận trong chương trình của Cinema Studio trong tương lai. Và cũng không quên cảm ơn chủ nhân của Family 2 trên đường Galandro đã tài trợ cho chương trình. Và xin kính chào và hẹn gặp lại. Mời Nam và Huy gửi lời chào đến khán giả. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị đã dành chút xíu thời gian trong ngày của mình để theo dõi cái chương trình Let's Kick It, đồng hành quý vị trong suốt mùa Euro này. Đây là show áp chót rồi, và chủ nhật hẹn quý vị sau game final sẽ một lần nữa đưa đến một cái chương trình để kết thúc mùa Euro hôm nay. Chúc các fan của tuyển Tây Ban Nha cũng như là tuyển Anh tự tin vào đội bóng của mình. Những con số, những cái lời bình luận, những cái ý kiến ở đây chỉ để tham khảo. Con số là con số, và ngày thi đấu vẫn còn cầu thủ rất nhiều và yếu tố khác. Chúc quý vị may mắn với cái đội bóng mình yêu thích, và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày Chủ nhật. Mời Nam. Nam cũng xin gửi lời cảm ơn đến các vị khán giả đã theo dõi chương trình Lấy Kết của anh em chúng tôi. Và chúc quý vị có một ngày weekend cũng như có xem một trận đấu rất là hay trong ngày Chủ nhật này. Xin kính chào. Xin chào.